Hello mọi người, thì thật sự đây là Kiều lúc này. Tại lúc này Kiều đang ở nhà của Kiều. Thì thật sự là hôm qua Kiều với Quân có cãi nhau. Và vì cái lý do mà vết bớt ở cổ của Quân ý. Thì mọi người ạ, không chỉ là một vết bớt ở cổ không đâu, mà hôm qua Kiều có nhận được một cuộc gọi của một bạn nữ, bạn đấy xưng là người yêu cũ của Quân. Bạn đấy có nói với mình cái kiểu rất là thái độ luôn. Bạn đấy nói với mình là kiểu muốn mình với Quân chia tay nhau. Bạn ấy có nói là cái tối hôm trước ấy, cái tối hôm mà Quân kiểu nói với mình là về đi lính ấy, nhưng mà thật ra là Quân không phải là Quân đi lính, mà là Quân tối hôm đấy Quân đi uống rượu với bạn bè và cuối cùng là qua đêm với bạn gái đấy luôn. Đấy, bạn nữ đấy có kể với mình như vậy. Và bạn nữ ấy đã nói với mình là bạn đấy và Quân đã có bầu. Bạn đấy có bầu với bạn Quân nhá. Có bầu với Quân được hơn 3 tháng rồi. Và trong khi đó mình với Quân yêu nhau được khoảng chừng 2 tháng gì đấy. Khoảng chừng 2 tháng. Thì trước đó là đã yêu cô gái đấy và đã có bầu được hơn 3 tháng rồi, mà trong khi đó mình không biết gì hết. Ôi, thật sự là kiểu mình nghe tin mình sốc luôn ấy. Cái vết ở cổ đã khiến mình kiểu bàng hoàng rồi, xong bây giờ lại cộng thêm cả cái cuộc gọi của bạn nữ đấy nữa, mà xưng là người yêu cũ, mà muốn mình và Quân chia tay nhau để cho bạn đấy với Quân tiến tới hôn nhân với nhau. Thì Quân thì lại gọi cho mình, lúc trưa nay Quân có gọi cho mình và giải thích với mình là bạn nữ đấy, thật sự là Quân với bạn nữ đấy, Quân đã kiểu đã nhận rồi nhá, đã nhận là tối hôm trước có ngủ với bạn đấy rồi. Và nhưng thật sự là cái bầu đấy chỉ là bạn nữ đấy bịa ra thôi. Thì sáng nay anh Thật có gọi cho mình đến để tiếp tục công việc, còn chuyện của Quân thì để anh Thật xử lý. Thì thật sự là bây giờ anh Thật có mắng Quân hay là nói Quân như nào nữa thì mình cũng sẽ không quan tâm nữa. Vừa nãy Quân có gọi cho mình để xin lỗi về cái vấn đề đấy, nhưng mà rồi Quân có dặn mình là chiều đến quán để nói chuyện ý. Thì mình thì chắc chắn mình sẽ đến rồi để tiếp. Nhưng mà mình đến với cái lý do là anh Thật gọi mình đến, chứ không phải là vì cái lý do mà Quân gọi xin lỗi mình rồi mình đồng ý cái lời xin lỗi đấy rồi mình đến làm nhá. Thì thật sự là qua cái lần này ấy, sau cái vết bớt đấy và cái cuộc gọi đấy, thì mình đã thật sự là mình đã không chấp nhận được lời xin lỗi của Quân rồi. Và mình thì chắc chắn là mối tình cảm của mình với Quân sẽ dừng lại tại đây mọi người ạ.